Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Go Anime. Sau World Cup 2022, series Blue Lock hot dần dần và trở thành một hiện tượng trong cộng đồng fan manga thể thao cũng như fan bóng đá. Những điều xảy ra trong Blue Lock được nhiều người cho rằng như một bản tiên tri với các trận đấu World Cup ngoài đời. Không những thế, series này còn được yêu thích nhờ vô số nhân vật. Mỗi nhân vật có một bộ sức mạnh và thuộc tính riêng. Trong khi nhiều nhân vật được chú ý nhờ sức mạnh, sự nhanh nhẹn và khả năng kiểm soát bóng, thì một số nhân vật cũng sở hữu một loại sức mạnh khác ngoài những thứ tạo nên một chân sút cừ khôi. Với sự tháo vát, hóm hình và tư duy phân tích ấn tượng, những nhân vật này là một trong những nhân vật đáng gờm nhất trong truyện. Họ có thể suy nghĩ cực nhanh và điều khiển đôi chân của mình rất khéo léo trong những tình huống áp lực cao. Đúng hơn là họ thông minh hơn nhiều đối thủ trên sân và lập chiến lược để giành chiến thắng. Đúng vậy, video ngày hôm nay sẽ là danh sách với những nhân vật thông minh nhất trên Blue Lock. Không chần chừ nữa, cùng bắt đầu khám phá với các giai đẹp IQ cao nào. Let's go! Cảnh báo spoiler, video này có tiết lộ nội dung từ bộ truyện tranh và anime Blue Lock. Chúng tôi khuyên các cậu hãy xem anime hoặc đọc truyện trước để có trải nghiệm tốt nhất. Còn nếu không quan tâm đến spoiler hoặc đã xem tác phẩm này, hãy like và subscribe Way to Go Anime rồi tiếp tục thưởng thức video này nhé. Ngoài ra, danh sách này chỉ liệt kê các nhân vật, chứ không xếp hạng mức IQ hay chỉ số thông minh. Vậy nên các cậu hãy comment tranh luận đúng mực vì một cộng đồng văn minh nhé. Nhân vật đầu tiên trong danh sách này là một cái tên không xa lạ với những fan cứng của Blue Lock, chính là Jinbachi Ego. Dự án Blue Lock chính là đứa con cưng của Jinbachi Ego. Trong mỗi tập phim, vị huấn luyện viên thiên tài này đều thể hiện kiến thức bóng đá đáng kinh ngạc và những phẩm chất của một tiền đạo cừ khôi. Ego chỉ có một mục tiêu duy nhất, tạo ra tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, và tiền đạo này sẽ dẫn dắt cả đội Nhật Bản thoát khỏi thứ bóng đá thua cuộc. Ego đã sáng tạo ra hệ thống Blue Lock với sáng kiến của mình và điều hành quy trình với tính khách quan cao độ. Anh ấy rất nhạy bén, thông minh và tự tin vào hệ thống mà anh ấy xây dựng cũng như những cầu thủ mà anh ấy tạo ra. Thay vì mài giũa kỹ năng cá nhân, thứ mà Ego đề cao hơn cả là cái tôi của một tiền đạo bóng đá. Anh ấy tin rằng một cái tôi lớn sẽ tạo nên một tiền đạo giỏi và đưa các cầu thủ của anh ấy vào vị trí mà anh ấy tin là một tiền đạo tự cao, tự đại hoàn hảo. Nếu nói về trí thông minh và là bậc thầy chiến lược trong Blue Lock thì nhất định phải nói về Jinbachi Ego trước tất cả mọi người. Rin Itoshi chính là nhân vật tiếp theo đứng trong hàng ngũ đã đẹp còn thông minh trong Blue Lock. Rin là một trong 300 tiền đạo trẻ xuất sắc nhất của Nhật Bản, được mời tham gia vào dự án Blue Lock. Cậu được chính Ego Jinbachi đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trong dự án và còn được gọi là nghệ sĩ múa rối. Trong số 300 tiền đạo ban đầu được chọn, Rin là một hình mẫu tiền đạo lý tưởng mà Ego luôn cố gắng tạo ra. Và do đó, Rin đã trở thành đội trưởng và tiền đạo cắm của đội Blue Lock 11 trong trận đấu với U20 Nhật Bản. Rin là một thiếu niên cao lớn và mảnh khảnh nhưng lại có nền tảng thể lực cũng như sức tì đè đáng nể. Trong suốt series, cậu ấy đã thể hiện kỹ thuật bóng đá đặc biệt của mình trong một thời gian và gây được ấn tượng rất tốt trước khi bị vượt qua. Khả năng siêu việt của cậu ấy với tư cách là một tiền đạo được thể hiện ở kỹ thuật, điều khiển bóng rối, cho phép Rin điều khiển cả đồng đội và đối thủ của mình để tạo ra những tình huống có lợi. Phong cách chơi này là một yếu tố quan trọng trong thành công của Rin vì nó đòi hỏi mức độ cao về nhận thức, không gian và hiểu biết về chiến thuật. Rin có thể chuyển đổi ngay cả những cơ hội khó khăn nhất, khiến cậu ấy trở thành một tài sản vô giá của đội, nhận thức được sức mạnh của bản thân, không ngừng cố gắng và luôn tìm kiếm được chiến thuật hợp lý. Rin Itoshi hoàn toàn xứng đáng có mặt trong danh sách này. Là nhân vật chính của bộ truyện, tất nhiên Yoichi Isagi cũng là cầu thủ đầy tiềm năng và có trí tuệ cực đỉnh. Khi mới xuất hiện, Isagi khiến nhiều độc giả nghĩ rằng cậu tự ti và ngông nghếch. Chắc hẳn sẽ nhiều bạn nghĩ rằng cậu ta có cái gì mà được khen thông minh. Thế nhưng thực ra, Isagi lại là người có tầm nhìn chiến thuật rất tốt. Yoichi Isagi, tiền đạo trung tâm của Blue Lock, mạnh nhất về tinh thần bền bỉ, sẵn sàng học hỏi và phát triển. Isagi thử thách cả cơ thể và tâm trí của mình trong chương trình Blue Lock. Sau khi tìm ra được vũ khí nhận thức, không gian của mình, cậu ấy sử dụng nó theo những cách độc đáo và thú vị, đẩy tâm trí của bản thân đến những giới hạn mới. Khi có ai đó nhắc đến bóng đá, vẻ mặt cậu tràn đầy tham vọng và tính toán, sẵn sàng thay đổi và thích nghi để tạo ra phản ứng hóa học phù hợp với các đồng đội, để đi trước đối thủ một bước và cuối cùng là trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trên sân. Giữ đúng lời thề của bản thân, trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Isagi luôn quan sát và nhanh nhạy trên sân, nghiên cứu đồng đội và đối thủ của mình để tìm ra cách tốt nhất để đạt được mục tiêu. Isagi không ngừng theo đuổi sự phát triển để cải thiện những gì cậu ấy thiếu về khả năng thể chất. Tất nhiên, Isagi đã bù đắp bằng sự nhanh nhẹn và nhạy bén về mặt tinh thần cũng như trí tuệ của mình. Danh sách ngày hôm nay sẽ được nối tiếp bằng cái tên cũng hot không kém cạnh các chàng trai phía trên, Ikiniko. Ikiniko là nhân vật nổi bật với tư cách là một người chơi có chiến thuật cao trong Blue Lock, với năng khiếu phân tích trận đấu và đưa ra các chiến thuật hiệu quả để hỗ trợ đội của mình, mang lại lợi thế khác biệt cho họ. Niko có thân hình thấp và gầy cùng với mái tóc đen xù che cả mắt.
vì chỉ giữ thể hình và chiều cao ở mức trung bình, nên lối chơi bóng của Nico không thiên về thể chất. Dù mái tóc xù của Nico luôn che đi đôi mắt, nhưng điểm mạnh của cậu lại là đọc vị và phân tích tình huống bóng trên sân cỏ, giúp cậu có những pha bóng đỉnh cao. Cậu ta sở hữu khả năng độc đáo để nhanh chóng đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ, cho phép Nico thực hiện các biện pháp cần thiết để vô hiệu hóa mọi mối đe dọa. Sự hiểu biết sâu sắc về bóng đá cũng như trận đang diễn ra và kỹ năng phân tích đáng chú ý của Nico khiến cậu ấy trở thành một tài sản quý giá cho đội của mình và là lực lượng nòng cốt, ổn định trong cả tấn công lẫn phòng thủ, cho phép đội của cậu đi trước một bước so với đối phương. Kỹ năng phân tích và tư duy chiến lược của Nico giúp duy trì tính cạnh tranh của nhóm và đảm bảo họ luôn ở vị trí vững chắc. Các fan của anh chàng Tabito Karasu chắc sẽ ném gạch xây nhà nếu tớ quên mất không liệt kê cậu ấy trong danh sách ngày hôm nay. Karasu là một cầu thủ tự tin và đáng gờm trong Blue Lock. Cậu ấy nổi tiếng với kỹ năng phân tích nhạy bén, cho phép bản thân nhanh chóng xác định cầu thủ dễ bị tổn thương nhất trong đội đối phương và tận dụng điểm yếu của họ để làm lợi thế cho mình. Đầu óc chiến lược và khả năng kiểm soát bóng đặc biệt của Karasu cũng khiến cậu ta trở thành một thế lực đáng gờm trên sân. Với khả năng duy trì hiệu quả khoảng cách chiến lược với đối thủ và kiểm soát thuần thục diễn biến trận đấu, Karasu có cách tiếp cận đặc biệt khiến cậu khác biệt với những người chơi khác. Sự kết hợp giữa khả năng phân tích và khả năng kiểm soát bóng của Karasu đã khiến anh chàng trở thành một cầu thủ rất được đồng đội và đối thủ kính trọng. Husband khiến bao chị em hò hét vì phải ngồi dự bị gọi tên Rusei Shidou, và cầu thủ này chính là nhân vật tiếp theo mà chúng tôi muốn nhắc tới. Rusei Shidou, người mà Ego Jinbachi là tiền đạo ích kỷ hoàn hảo, chạy theo bản năng và có động lực như một con thú hoang, một ứng cử viên đăng ký của dự án Blue Lock. Tuy nhiên, Shidou lại có tính cách hung bạo và không thân thiện cũng như có phần tự kiêu vào tài năng của mình với tư cách là một cầu thủ bóng đá giỏi. Chính vì thế, Shido đã bị cả Blue Lock 11 và U20 Nhật Bản phớt lờ và chỉ cho ngồi ghế dự bị. Ngoại hình cực thu hút với tính cách ưa bạo lực khiến trí tuệ của Shido ít được chú ý tới. Tuy nhiên, Shido được trang bị khả năng nhận thức không gian cực tốt, phản xạ đáng kinh ngạc và dễ dàng tận dụng các cơ hội để ghi bàn. Cậu ấy có thể quan sát những gì đang diễn ra trên sân và nhanh chóng phân tích rồi hướng bản thân tới một mục tiêu. Về cơ bản, khả năng suy luận và phân tích nhanh nhạy của cậu ấy chính là lý do cho việc ghi bàn thành thạo của Shido khi thi đấu. Shido cũng chỉ thấy hứng thú khi chơi bóng với những cầu thủ có lối chơi lôi cuốn. Cậu ta sẽ cảm thấy nhàm chán nếu mọi người không thể khiến cậu ta bùng nổ hoặc không thể tự mình bùng nổ. Thực chất, anh chàng này rất thông minh và đánh giá tình huống cực nhạy đấy nhá. Chỉ vì bản tính điên cuồng của mình mà cậu ấy thường bị bỏ qua thôi. Số 9 ảo gây phá vỡ đội hình đối thủ cực thông minh cũng xuất hiện trong danh sách này. Đó chính là Asahi Naruhaya. Mặc dù Asahi Naruhaya thiếu các kỹ năng để giúp cậu ta sống sót qua dự án Blue Lock, nhưng cậu ấy thể hiện một số khả năng suy luận và sự nhạy bén của mình trước khi bị loại trong lần tuyển chọn thứ hai. Naruhaya thể hiện sự tự nhận thức và khả năng đánh giá tình huống một cách khách quan. Hợp tác với Shuei Baro trong các trận 2 đấu 2, cậu ấy nhanh chóng tìm ra lựa chọn tốt nhất cho sự sống còn của mình và cố gắng phá vỡ tâm lý của Isagi. Nhưng khi kế hoạch của Naruhaya đã thất bại, cậu ấy đánh giá khách quan sự thất bại của mình và hiểu điều gì khiến bản thân trở thành một cầu thủ yếu hơn trong khi thể hiện tinh thần thể thao đáng trân trọng. Với tư duy chiến thuật nhạy bén, thật đáng tiếc khi Naruhaya đã thất bại trong Blue Lock. Nếu không có Oliver Aiku thì danh sách này lập ra quá thiếu sót. Việc Oliver Aiku được một câu lạc bộ kém nổi tiếng ở Serie A đề nghị ký hợp đồng là một minh chứng cho khả năng chơi bóng đặc biệt của anh chàng. Ban đầu, anh ấy là một tiền đạo, người dễ dàng chuyển sang vị trí hậu vệ. Nhờ nhận thức về mặt không gian rất nhạy bén và đặc biệt, khả năng của anh ấy cho phép Aiku nghiên cứu hiệu quả các chuyển động của đối thủ và phá vỡ lối chơi của họ thông qua phong cách phòng thủ càn quét của mình. Aiku nắm giữ đội hình U2, góp phần không nhỏ vào việc củng cố hàng thủ và chỉ huy lối chơi. Khi nhập cuộc, anh ấy tìm ra những khoảng trống trong hàng thủ và lấp đầy chúng trước khi để thủng lưới. Đồng thời, Aiku cũng rất xuất sắc trong việc tìm ra những bước di chuyển mà một tiền đạo có thể thực hiện và nhanh chóng kết thúc các lựa chọn của họ. Khả năng quan sát tốt, phán đoán tình huống nhanh nhạy và có thể tổng quát toàn bộ diễn biến khiến Aiku là một cái tên không thể thiếu trong danh sách này. Kenyu Yukimiya sẽ là một cái tên có thể gây ra nhiều tranh cãi rằng anh ấy có thực sự là một cầu thủ với lối chơi chiến thuật thông minh hay không. Khi Bachira dây bóng bằng kỹ thuật và động tác chân, Kenyu Yukimiya đã sử dụng thể hình và tốc độ của mình để áp đảo đối thủ khi dây bóng. Với căn bệnh về mắt có thể khiến những ngày chơi bóng của cậu ấy ngắn lại, Yukimiya thi đấu với quyết tâm cao độ để trở thành tiền đạo giỏi nhất càng nhanh càng tốt. Mặc dù được trang bị tốt về kỹ năng thể chất, Yukimiya cũng sử dụng khả năng phân tích nhanh trên sân để tìm cách xuyên thủ hàng phòng ngự của đối thủ và giành chiến thắng. Yukimiya hoàn toàn không phải là mẫu cầu thủ chỉ cắm đầu chạy hay lấy thịt đè người đâu nhá. Sự quan sát tình hình và tính toán nhằm giành được lợi thế sao cho nhanh chiến thắng chính là minh chứng cho khối óc thông minh của anh chàng. Ngoài sân cỏ, Yukimiya cũng nhanh chóng đặt câu hỏi, không bao giờ do dự để biết thêm những tình huống ảnh hưởng đến cậu ấy.
Việc tự suy ngẫm và rút kinh nghiệm cho thấy Yuki Miya có nhận thức tốt về khả năng của bản thân, cũng như có một thái độ cầu tiến mạnh mẽ. Và trai đẹp cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay chính là Meguru Bachira. Anh chàng mê ngủ với tính cách có đôi chút lập dị để che giấu đi những tổn thương tâm lý thời thơ ấu của mình. Meguru Bachira là một cầu thủ vui tính, cậu dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người cho dù tính cách có phần kỳ lạ. Trong đó bao gồm Isagi, Rin, Chigiri và Kunigami. Bởi vì Bachira là một cầu thủ điêu luyện với vũ khí là khả năng dây bóng linh hoạt và sự bình tĩnh trên sân cỏ. Rất dễ hiểu nếu nhiều người bỏ qua sự hiểu biết sâu sắc của cậu ấy về bóng đá, tư duy nhạy bén và những điều cần thiết để trở thành một cầu thủ vĩ đại. Bachira chơi bóng một cách dễ dàng và thích thú. Cậu ta có một tầm nhìn bao quát và luôn biết che đậy ý định đằng sau những bước chạy của mình. Ngoài ra, mối liên hệ của Bachira với trực giác và bản năng của bản thân rất sâu sắc. Cậu ấy cũng rất giỏi trong việc đọc vị mọi người, đặc biệt là Isagi, như cách mà cậu đã làm trong trò chơi Tag của đội G. Bachira có thể cảm nhận sâu sắc những gì xảy ra bên trong đối thủ hơn là chỉ đọc tình huống trên bề nổi và từ đó đưa ra được phương thức hành động phù hợp. Trên đây là 10 anh chàng vừa đẹp trai, vừa để lại ấn tượng cho chúng tớ bởi trí thông minh và tầm nhìn chiến lược rất tốt của mình. Nếu chúng tớ đã bỏ lỡ ai đó, hoặc nếu cậu có thêm thông tin gì thú vị, hãy comment ở phía dưới để mọi người cùng biết nha. Còn bây giờ thì Word to Word out!